Con người sẽ thay đổi theo từng giai đoạn, và dùng người nên dùng từng giai đoạn. Cho nên anh chị dùng người trong doanh nghiệp đó, là anh chị nên tạo ra một cái kịch bản nghề nghiệp cho người ta. Và ngày nay con người tồn tại được trong doanh nghiệp đó, là con người phải đa năng. Đa năng có nghĩa là mình có khả năng làm một lúc nhiều việc. Cho nên cuộc sống công sở ngày nay nó phức tạp lắm. Nó không như ngày xưa đâu. Ngày nay mà làm có một kỹ năng e là không sống nổi đâu. Ngày nay phải làm rất rất nhiều kỹ năng. Tôi rất ngạc nhiên là hồi xưa tôi không có ấn tượng tốt về cái môi trường làm việc của các công ty nhà nước. Nhưng mà khi tôi mà đi dạy nhiều như thế này nè, tôi tiếp cận rất nhiều công ty nhà nước, và tôi cảm thấy công ty nhà nước áp lực kinh khủng lắm. Và tôi thay đổi cái cách nghĩ về họ, và tôi nghĩ tốt về họ. Và tôi đã từng đến những doanh nghiệp mà do nhà nước quản lý, họ vẫn làm việc tới 9-10 giờ đêm. Họ làm việc rất cực lực, chứ không phải họ không làm đâu các bạn. Thế cho nên chính vì vậy mà xã hội nó thay đổi, đòi hỏi là chúng ta kỹ năng thay đổi.